trình cổ nhạc Vân Lan. Tàu Chúa Thượng, tình quách què già gan lớn mật, dùng cực hình không lung lạc được y. Nó không chịu nhận thì chúng ta thiếu cơ bằng để tố giác người chủ sướng. Quách què niên kỷ quá bát tuần nên không tiếc cái chết để bảo toàn cố chủ. Hắn cũng là người đảm lượng, cũng đáng mặt trung tính đó. Mà hắn không chịu công khai thì mẹ con ta biết bao giờ mới hội ngộ. Tàu Thanh Thượng, thần vừa thiết kế xong cửa điện Sung La trên cõi thế, mời chúa công giữ chỗ phán quan để ghi chép tội tình của lão quách. Ngưu đầu mã diện, mau đem tội nhân nhập điện, nhập điện cho Diêm Vương phán xét. Sau khó đáp đền tròn kiếp này khải
Khai mau, khai mau. Nếu bi khai thì kiếp sau không tội tình. Nếu khai ngài, ta sẽ tha cho tội này. Được hoàng hồn sống kiếp người ta, A Tỳ muôn vết làm xuất sinh, hồn không hoàng cốt. Thôi ta cứ thú tội cho rồi. What where? Vậy thì khai mau. Nương nương ơi, bí mật giữa trong thâm cung, lão phu đành mang xuống tận đáy thuyền đài cho trọn niềm trung hầu. Giữa điện xâm la xa người hạ giới, lão đành lão xử để diêm dương phán xử tội. Coi kìa giọt nước mắt của phán quan người ẩm phù, cung bàn hoàng xúc cảm thì tội ác kia cũng quá đáng ngập đầu. Này phán quan, phận sự người cứ y chết, nước mắt đầu dương người khóc huyện dương trần, bọn thế nhân đều là ác thú, họ giết nhau như cơm bữa chẳng có bên tay. Này quách què, lý thần bị như người không thù không oán thì cớ sao người lập mưu sâu để hại người như thế? Tình bao chúng trên trần, người nổi danh là Diêm Vương mặt sắc, mà đối với ta người không hồng vì mỗi được một lời khai. Xuống đây chuyện tử sanh kể như là kết thúc, ta không còn giấu giếm làm chi nữa. Thương cho Lưu hoàng hậu không có con trai, sắp lung lay địa vị mẫu nghi, nên ta bày kế độc hại lý thần phi cho tuyệt nọc tuyệt vọng. Bấy nhiêu cũng đủ hoàn thành một cáo trạng, mau điền chữ ký danh thừa nhận tội tình. Tội người đáng xử lăng trì, xéo từng đoạn khóc lòng này cũng chưa nguôi. Còn gì nữa, cho ta thi hành luôn một thể. Còn đối chấp với Thái hậu và ra pháp trường. Phán quan, ngươi là... Trời ơi, ngươi là thiên tử. Ta đã thua thằng mặt sắc rồi nè trời. Quả mỏ lão lại, không thôi lão sẽ cắn lưỡi quỷ mình. Đại Skincare trong khu Bosa Minimal sát bên nhà sách Tú Quỳnh, chuyên về facial therapy, đại diện chính thức cho Dermalogica và Wellmed Global, chuyên về growth factor technology với sản phẩm dưỡng da tốt nhất Âu Mỹ như serum nuôi da và thuốc uống tế bào gốc kết hợp với máy móc tân tiến sẽ trẻ hóa làn da các bạn. Đại Skincare trên 20 năm kinh nghiệm chuyên facial therapy, trị mụn, trị nám, trị nhăn, xóa nốt ruồi, tàn nhang, nối dài lông mi giữ được 2 tháng, uốn lông mi cong tự nhiên, đặc biệt 20% off cho sâm thêu, sâm phun tuyệt đẹp. Nhận training xin liên lạc 714 487 3968.